Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay kênh Thợ Mộc lại giới thiệu đến anh em một cái mẫu nhà bằng gỗ lim. Mẫu nhà bằng gỗ lim mà bên xưởng của một cái xưởng liên kết với cả bên mình đã có dựng lên cho khách đặt trước. Căn này thì khách đặt rồi, nhưng mà tất nhiên là mình cũng sẽ giới thiệu để cho anh em nắm được về cái hướng dựng nhà và cái đường nét đục cũng như là cái bố cục nhà để mọi người có thể ngắm được đấy. Hoặc anh em nào có thể thích làm mới đấy, làm mới theo cái mẫu này thì hoàn toàn có thể qua xem trực tiếp cái mẫu này luôn đấy, qua xem trực tiếp cái mẫu này luôn và anh em có thể là dựng theo cái kích thước mình mong muốn đấy. Lối nhà Bắc Bộ bên mình đang cho lắp dựng thi công. Căn nhà phải nói là rất đẹp, căn nhà này là hoàn toàn là làm mới luôn các bác nhé, hoàn toàn là làm mới luôn. Nhưng mà căn này là được làm mới bằng gỗ lim cũ. Đấy. Làm toàn bộ bằng gỗ lim ta cũ. Căn nhà 5 gian 6 vì. 5 gian 6 vì. Rất là đẹp. Phần hiên, các bác nhìn phần kẻ hiên rất là đẹp. 4 cái kẻ hiên dài truyền cổ ngỗng. Và 2 cái vì thuận này là trồng cánh. Đấy. 7 cánh con trồng lên từ dưới lên trên. Đấy. Phần hiên rất là đẹp luôn. Và nhà làm 5 gian 6 vì thông nhau luôn. Chơi một phát thông 5 gian luôn. Chơi một phát thông 5 gian luôn. Cột cái đường kính 30. Nhưng mà bởi vì cái lối nhà cũ này nó không có cột cao. Đấy, không có cột cao thì chỉ có được cái hàng cột là 3m9 thôi. Thì phải lên thêm cái đá tảng này gần 50 phân nữa. À, thì sắp tới đây mình có một cái lô gỗ lim ta dựng lên một con nhà cột đường kính 30 là to như thế này luôn, nhưng mà lại cao được 4m rưỡi. Cao hơn thế này một chút. Đấy, anh em nhìn về phần lực nhà thì rất là đậm. Đấy, lối nhà là tiền kẻ hậu bảy. Đấy, con chồng tiền kẻ hậu bảy, con chồng trên chóp này toàn bộ là chồng giường hết. Đấy, toàn bộ bằng gỗ lim ta cũ. Đấy, thì ví dụ anh em có hai hướng, một là làm mới luôn. Đấy. Làm mới thì bên mình vẫn hoàn toàn có thể làm được cái màu giả cổ như thế này anh em nhé. Làm mới thì nếu như mà cái chất lượng tốt nhất mà anh em làm thời điểm này thì có thể là lim Lào này hoặc là lim Campuchia này. Đấy. Sau đó thì sẽ đến là lim Nam Phi. Đấy. Tất nhiên cái chất lim Nam Phi thì nó sẽ không thể sánh được bằng lim Lào hoặc lim Campuchia. Nếu như các bác nào chơi làm lim Campuchia thì cái vân gỗ nó cũng rất là giống thằng lim ta. Đấy, rất giống thằng lim ta luôn. Nếu mà làm lớp này bằng gỗ lim Campuchia thì kích thước vì kèo cột như thế này là cân đối rồi. Còn mình sẽ tăng thêm chiều cao của nhà. Thì lúc đó thì anh em sẽ không cần phải lên cái chân đá cao như này nữa. Đấy. Kích thước dài và rộng như thế này là ok rồi. Có mỗi cái là chiều cao của nhà thì mình sẽ tăng lên. Mình sẽ tăng chiều cao của cột lên. Đấy, cột cái sẽ lên khoảng 4m7 chẳng hạn. Đấy, còn hệ thống vì kèo bên trên như thế này là rất là đẹp rồi. Đấy. Vì kèo bên trên làm hiên thông 5 gian hoặc có thể làm 3 gian 2 buồng. Thì tất nhiên lối này thì là tùy anh em thôi. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Gỗ lim cũ làm mới và được xử lý màu thì nhìn nó rất là đồng bộ với nhau luôn. Thì nếu như anh em nào làm mới những căn như thế này thì cũng phải làm sang năm mới nhận được. Cái năm nay là tương đối nhiều việc rồi. Thì anh em có thể kết hợp là sang năm thì bên mình sẽ là chuẩn bị gỗ để thi công cho anh em những cái căn nhà như thế này. Đấy. Làm lên những cái căn nhà như thế này thì chơi rất là đẹp. Thợ này là thợ Hà Nam các bác nhé. Thợ Hà Nam đục những cái căn nhà như thế này. Đấy. Đây là căn nhà tuyệt vời luôn. Còn tất nhiên nếu mà cái hướng mà cái bác chủ của cái căn nhà này mà họ lại có muốn bán thì em sẽ liên hệ cho các bác sau. Nhưng mà chắc là khả năng là cũng chưa có ý định bán đâu. Bởi vì cũng là một tay chơi đấy, một tay chơi đồ cổ rất là sành. Đấy. Anh ấy đã đặt tiền là với mình thi công một nếp như thế này. Đấy, các bác nhìn cột đường kính 30 rất to, cột cái đường kính 30, nhưng ở đây thì cột cao được có 3m9 thôi. Đấy, thì phải lên thêm cái chân đá tảng cao như thế này. Đấy, lên thêm cái chân đá tảng cao như thế này. Còn nếu như mà làm mới bằng gỗ lim Campuchia hoặc là lim Lào hoặc là lim Nam Phi thì các bác sẽ không cần phải lên cái chân đá tảng cao. Đấy, nếu mà đấy, quay hôm nay cái video hôm nay quay là để
giới thiệu đến anh em về cái đường nét đục của thợ ở đây, để các bác có thể nắm được là đường nét đục sẽ như thế nào. Đấy, đường nét đục sẽ như thế nào, bố cục nhà đường nét đục lên một cái rất là tổng thể để anh em có thể nắm được. Khi mình làm thì mình có thể làm một mẫu y hệt như thế này luôn, và bằng gỗ lim mới. Đấy, lim Campuchia hoặc lim Lào hoặc bằng gỗ cam xe. Đấy, đây là những cái bộ, những cái dòng gỗ phổ thông để các bác lựa chọn làm nhà ở thời điểm này. Còn tất nhiên mà một nếp bằng gỗ lim Thanh Hóa mới cứng như thế này cũng có thể kiếm được, nhưng mà giá nó rất là đắt. Giá nó rất đắt. Các bác sẽ tham khảo cái mẫu nhà này của bên em đã dựng sẵn lên. Đấy, thì anh em nào qua thì có thể qua trực tiếp xem cái mẫu nhà này luôn, thì các bác có thể là đặt cho mình một nếp nhà. Đấy, anh em thợ sẽ thi công giống hệt như thế này luôn, hoặc anh em có thích là đục theo cái lối nào nó khác một chút cũng được. Đấy, còn không thì cũng sẽ đúng như thế này luôn. Thì sau khoảng 3 đến 4 tháng thì mình sẽ lại là hoàn thiện lên một nếp như thế này nữa. Đấy, rất là đẹp các bác nhìn nhé, rất là đẹp. Làm một nếp như thế này mà toàn bộ bằng gỗ lim Campuchia thì cũng đẹp lắm các bác ạ. Đấy, toàn bộ bằng gỗ lim Campuchia thì thật ra cái dòng lim Campuchia thì cái chất lượng gỗ của nó cũng phải bằng được 80% lim ta của mình. Đấy, vì cái thổ nhưỡng và cái khí hậu của thằng Campuchia thì nó cũng có khác gì mình đâu, tương tự như mình luôn. Đấy, chọn những cái chất lim đẹp mà để cho các bác thợ thi công lên một nếp nhà như thế này thì sẽ rất là ok các bác ạ. Đấy, cột cái của mình khoảng 5m, 47-5m cột cái thì lên một nếp nhà tuyệt vời luôn. Hôm nay quay cái clip ở đây để cho anh em nắm được về cái bố cục mẫu nhà. Đấy, mai kia sẽ lên hoàn thiện như thế nào. Để anh em có liên hệ đặt hàng thì bên mình sẽ tổ chức thi công cho anh em nếp nhà lim rất là đẹp luôn. Rồi ok, xin chào anh em nhé. Tất cả mọi cái liên hệ đặt hàng anh em cứ gọi điện cho em. Tất nhiên là khi bình luận ở trên cái kênh YouTube thì mình cũng có để ý được, nhưng mà thực sự là nhiều lúc là bận không trả lời được hết cái bình luận của anh em. Thì phiền anh em nếu có quan tâm thì cứ nhấc máy gọi điện luôn cho mình 0963 177 806, hoặc anh em có thể gửi tin nhắn. Thì những lúc nào rảnh rỗi thì mình sẽ ngồi mình sẽ soát lại và trả lời tin nhắn của anh em, thì nó sẽ đỡ bị trôi đi giống như cái bình luận ở trên YouTube là nó khó. Đấy, khi gửi tin nhắn thì mình sẽ trả lời được cụ thể hơn. Rồi, xin chào anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh Thợ Mộc trong thời gian vừa qua. Rồi, cảm ơn anh em.